بعض الناس لا يدعو إلى الله أبدا. Một số người họ không bao giờ và chưa bao giờ kêu gọi con người đến với chân lý của Islam, chân lý của Allah. هذا طرف. الطرف الثاني يدعو إلى الله حتى بالجهل. Nhưng là có một số người họ kêu gọi đến với chân lý của Allah bằng sự ngu dốt, bằng sự thiếu kiến thức của họ. لا هذا ولا هذا صحيح. الصحيح الوسط. Và tất cả những điều đó đều không đúng. Một đường lối đúng đắn nhất, đó chính là đường lối nằm giữa hai cái điều đó. كل شيء تثق منه 100% لا تشك في طرفة عين هذا لابد تدعو إليه. كل شيء أنت واثق منه متأكد منه 100% هذا لابد تدعو إليه. Và những cái điều nào mà chúng ta chắc chắn 100% về sự đúng đắn của nó thì chúng ta hãy kêu gọi mọi người đến với chân lý của nó. إذا تشك 1% لا تتكلم لا تدعو. Và chúng ta, nếu như chúng ta chỉ cần nghi ngờ 1% trong số đó thôi thì chúng ta đừng bao giờ kêu gọi con người đến với chân lý. لو يقول لك قائل كم رب لهذا الكون كم خالق لهذا الكون. Và nếu như một ai đó đến với để hỏi chúng ta rằng có bao nhiêu thượng đế ở trên trái đất, có bao nhiêu đấng tạo hóa. أنت لا تشك في هذا تقول خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى. Và đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó và hãy nói thẳng rằng chỉ có một thượng đế duy nhất, một đấng tạo hóa duy nhất. يقول من ربك. Và nói ai là thượng đế của anh. تقول ربي الله. Thì hãy nói thượng đế của tôi chính là Allah. من نبيك. Ai là thiên sứ của anh. يقول محمد عليه الصلاة والسلام. Vậy thì hãy nói đó chính là Muhammad عليه الصلاة والسلام. أما أن تفتي تتكلم مثلا في الطلاق هذا لا ليس لك لأن تشك في هذا. نعم. Hoặc là chúng ta nói về điều khác như là ly dị và chúng ta không bao giờ không có sự nghi ngờ nào trong đó. إذن ندعو إلى الشيء الذي لا نشك فيه أبدا لا نفتي. نعم. Thế nên chúng ta hãy tuyên truyền về tôn giáo Islam, kêu gọi con người đến với chân lý bằng những thứ mà chúng ta chắc chắn 100% về nó. Nào.